Xin chào anh chị và các bạn thân mến, Hòa đang ở cái màn hình giao dịch thỏa thuận trái phiếu Vingroup của công ty chứng khoán Techcom Security. Anh chị và các bạn có thể mở cái tài khoản đầu tư trái phiếu Vingroup ở công ty chứng khoán này rất là dễ. Hòa đã có để link dưới phần mô tả để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm nhé. Tùy anh chị và các bạn thôi, vì chỉ có Techcom Security thì họ mới bán trái phiếu này. Nên là mình sẽ mua ở đây sẽ rất là thuận tiện và mua hoàn toàn online, mở tài khoản cũng hoàn toàn online anh chị và các bạn nhé. Trong cái phần này thì Hòa sẽ chia sẻ với anh chị rõ về cái việc chúng ta sẽ tính toán, đúng không ạ, biết được số tiền đầu tư, chúng ta sẽ tính toán lãi đầu tư và lãi suất thực nhận của cái trái phiếu Vingroup này. Ở đây là chúng ta sẽ mua 10 trái phiếu Vingroup. Và cái giá mua đấy ạ là bao nhiêu ạ? 107.342 đồng, đúng không ạ? Anh chị thấy không? Thế thì bây giờ số tiền gốc đầu tư của chúng ta là 1.075.030 đồng. Đó, ngày mua là ngày hôm nay 27 tháng 4 năm 2021. Và cái lãi suất của chúng ta nhận về thực nhận là 651%. Ở đây là một cái dòng tiền về trái tức này đấy, và mệnh giá ở cuối kỳ này anh chị các bạn nhá. Anh chị và các bạn muốn xem thông tin chi tiết về cái trái phiếu này thì có thể bấm một kích vào chi tiết. Cái ngày phát hành là 11 tháng 3 2021 và ngày đáo hạn 11 tháng 3 năm 2024, và 4 kỳ đầu tiên sẽ là lãi cố định là 9.7% và 4 kỳ tiếp theo lãi là bằng biên độ 3.7% trên năm, cộng với cái lãi bình quân của 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Techcombank kỳ hạn 12 tháng. Có lẽ anh chị và các bạn sẽ cần hiểu rõ về cái này và Hòa sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn nắm rõ hơn cái lợi ích ở cái chỗ này, để anh chị và các bạn dễ hình dung, khi mình đầu tư dài hạn trái phiếu thì mình sẽ có lợi như nào, bằng cái việc Hòa sẽ minh họa ở trên cái file Excel để anh chị nhìn nhá. Ok, Hòa sẽ tính lại cho anh chị các bạn xem đây. Có hai giả định, đó chính là cái lãi tham chiếu này. Đó. Cái lãi tham chiếu để tính cái lãi coupon. Lãi tham chiếu đúng không ạ? Lúc nãy chúng ta tính cái lãi tham chiếu bằng tiết kiệm bình quân của 4 ngân hàng đó, thì hiện tại Tech họ sẽ tính cho chúng ta cái lãi tham chiếu tại thời điểm hiện tại. Và đây là một biến số rất quan trọng để mà chúng ta sẽ có thể đầu tư lãi hay lỗ, nằm ở cái biến số này đấy ạ. Thế Hòa tính cho anh chị và các bạn xem về cái dòng tiền trái tức nha, nó rất sát giống hệt so với của Techcom. Anh chị và các bạn có thể xem đây, nó giống hệt luôn đấy. Đó, và Hòa có tổng hợp sang bên này này. Đấy, bảng tính của TCBS đó. Bây giờ chúng ta sẽ có được tổng số tiền mà chúng ta nhận về, đúng không ạ? Sau thời gian là 3 năm là 1.276.226 đồng, đúng không nào? Và Hòa tính xuống đây là chúng ta sẽ nắm giữ là 1.049 ngày, và lãi thực nhận đây là 201.196 đồng. Và lãi chưa tái đầu tư sẽ bằng như thế nào? Bằng cái lãi thực nhận, đúng không ạ? Nhân với cả 365 ngày, chia cho số tiền đầu tư và chia cho số ngày nắm giữ thực tế, ra 651%. Nó đúng với cái số của Techcom Security họ đang tính cho chúng ta nha. Câu chuyện ở đây thì Hòa muốn nhấn mạnh cho anh chị và các bạn như thế nào? Đó chính là cái lãi tham chiếu này, đúng không nào? Hiện tại cái lãi tham chiếu này là giả định ở thời điểm hiện tại, và nó thay đổi 3 tháng một lần anh chị và các bạn ạ. Đây ạ. Anh chị và các bạn nhìn này. Lãi tham chiếu. Đấy. Là trung bình cộng của 4 ngân hàng. Đó, và nó có kỳ tính lãi đây, anh chị xem này, kỳ tính lãi 3 tháng. Đấy, cứ 3 tháng một lần họ tính lãi cho anh chị và bạn. Và nó thay đổi theo lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng này. Tức là như thế nào? Tức là khi mà lãi suất tăng thì lãi suất tham chiếu cũng tăng.
Lãi suất tiết kiệm các ngân hàng tăng là lãi suất tham chiếu cũng tăng. Hiện tại bây giờ chúng ta đang nhận là 6.51% đúng không ạ? Nhưng hòa giả dụ như tháng 6 năm 2022 nhá. Giả sử là lãi suất tăng lên 800. Đúng không nào? Đấy. Là tăng trong 2 năm. Tiếp tục đến năm 2023 tăng lên 10%. Nào, lãi suất chúng ta nhận là 8.38%. Đây chính là một điểm mà rất ít người để ý. Bởi vì sao? Bởi vì lãi suất nó thay đổi. Đấy, cái biên độ lãi suất nó cố định nhưng cái lãi suất tham chiếu nó thay đổi. Nó làm cho cái lãi suất thực nhận của chúng ta ấy, nó tăng lên. Chính vì vậy mà khi anh chị và các bạn đầu tư vào trái phiếu thì anh chị phải nhìn vào dài hạn, nhìn vào cái chu kỳ lãi suất nó có tăng hay không. Đấy, hiện tại bây giờ chúng ta mua trái phiếu rất là rẻ. Và hãy kỳ vọng vào tương lai là trái phiếu nó sẽ tăng giá. Bởi làm sao? Khi mà lạm phát nó gia tăng ấy, thì nhà nước sẽ hút tiền vào. Và khi đó lãi suất tiết kiệm sẽ tăng lên và lãi suất trái phiếu sẽ tăng lên. Cái câu chuyện ở đây là lúc đó ai nắm giữ trái phiếu? Trái phiếu không phải là như gửi tiết kiệm lúc nào cũng mang đến ngân hàng gửi được, mà trái phiếu có số lượng giới hạn. Người ta không cần tiền thì người ta phát không phát hành thì người ta đi vay đâu. Đấy, như vậy là anh chị và các bạn sẽ hình dung ra được rằng là khi mà chúng ta đầu tư vào trái phiếu thì cái lợi ích của chúng ta sẽ là như vậy anh chị và các bạn nhé. Cuối cùng thì Hòa chỉ xin nhấn mạnh với anh chị và các bạn cái công thức tính lãi coupon sẽ bằng làm lãi suất tham chiếu cộng với cả cái biên độ. Lãi suất tham chiếu này chính là lãi suất tiết kiệm của bốn ngân hàng Techcombank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank. Rõ ràng là cái lãi này thì hiện tại đang tính ở Techcom Security cho anh chị và các bạn nhé, và muốn nói tập trung vào Techcom Security để anh chị hiểu. Ở đây câu chuyện là lãi thực nhận sẽ thay đổi theo cái lãi suất tham chiếu này. Nếu mà lãi suất tham chiếu tăng thì lãi suất thực nhận tăng, nếu lãi suất tham chiếu giảm thì lãi suất thực nhận giảm. Như vậy là gì? Vừa cái phần đối với trái phiếu VIX chúng ta đang có lãi suất là 6.51% đúng không ạ? Thế thì khi lãi suất tham chiếu tăng thì chúng ta có thể nhận được 8%, chúng ta có thể nhận 10% trên năm, đúng không ạ? Câu chuyện ở đây là ai sẽ là người sở hữu cái trái phiếu này để được hưởng cái hiệu quả này? Bởi vì sao? Tiết kiệm thì anh chị và các bạn có thể gửi bất kỳ khi nào, nhưng với trái phiếu nó có giới hạn, đặc biệt là các trái phiếu thanh khoản thì càng giới hạn. Khi đó ai sở hữu trái phiếu sẽ có được những cái lợi ích về lãi, hoặc chưa nói đến các lợi ích về thanh khoản, về phân bổ vốn đầu tư, đúng không nào? Chưa nói nữa. Và lãi anh chị các bạn đã tăng lên rất là nhiều. Đó chính là những cái lợi ích tương lai mà Hòa muốn chia sẻ cho anh chị các bạn. Khi mà anh chị và các bạn tính toán hiệu quả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, mình phải nhìn vào tương lai, kỳ vọng vào tương lai. Và Hòa tin rằng lãi suất tham chiếu này sẽ không giảm nữa. Bởi vì bây giờ lãi suất tiết kiệm quá là thấp rồi, chỉ có tăng. Và bao giờ nó tăng? Thì có thể là 6 tháng nữa, hay 12 tháng nữa, hay là 24 tháng nữa nó tăng. Thì đó chính là câu chuyện mà chúng ta sẽ hưởng lợi từ đó, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta vẫn đang hưởng lợi nếu chúng ta đầu tư trái phiếu, vì tính thanh khoản của nó, vì chúng ta phân bổ được cái rủi ro sang nhiều kênh đầu tư, không dồn vào tiết kiệm ngân hàng. Anh chị quản nha. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Hòa đã dành rất là nhiều những cái tâm huyết để chia sẻ anh chị và các bạn cố gắng để anh chị và các bạn phân bổ vốn sang trái phiếu. Không nhất thiết là ở TCBS hay của VIX mà trái phiếu khác cũng được, miễn là anh chị hiểu được cái rủi ro và quản trị được cái rủi ro của nó. Nhưng trái phiếu là một tài sản nên sở hữu trong danh mục đầu tư anh chị và các bạn. Có lẽ để nhận được nhiều hơn các cái video khác
thì anh chị hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ anh chị và bạn nhé. Và nếu anh chị và các bạn cảm thấy video này hay thì có thể tặng cho Hòa cái like để họ có động lực làm nhiều hơn các video khác phục vụ anh chị và các bạn hiểu rõ về đầu tư tài chính, về đầu tư tài sản anh chị và bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.